Kính thưa Hội Thánh, chúng ta đang bước vào không khí của thời gian của cuối năm 2017 và cũng là thời gian mà khắp nơi ở trên thế giới, đặc biệt riêng tại đất nước Hoa Kỳ đây, đang nô nức chuẩn bị đón mừng kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Đây là một sự kiện mà có thể nói rằng hầu như toàn thế giới, ngoại trừ một số nước nào đó họ không có biết về đạo Chúa thì họ không có cái bầu không khí về kỷ niệm về Giáng sinh của Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy hầu như tất cả đều biết đến sự Giáng sinh của Chúa. Mặc dù cái sự kiện Chúa Giáng sinh thì được diễn tả bằng những ngôn từ khác nhau, thí dụ như là Noel hay là ngày lễ gì đó, ngày mùa Giáng sinh gì chẳng hạn. Nhưng mà đối với chúng ta là con cái Chúa thì chúng ta biết rằng đây là một cái sự kiện vô cùng quan trọng cho nhân loại chúng ta. Một sự kiện có thật ở trong lịch sử của con người. Và sự kiện đó đánh dấu, người ta nói rằng chia đôi cái dòng lịch sử nhân loại trước Chúa và sau Chúa. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang sống ở trong thời kỳ gọi là sau Chúa Giáng sinh. 2017 năm, phải không quý vị? 2017 năm. Đó là chúng ta cũng mang ở trong người chúng ta cái năm sanh. Năm sanh của chúng ta cũng nói lên rằng chúng ta sanh sau Chúa Giáng sinh bao nhiêu năm đó. Thí dụ như có người sanh năm 1940 chẳng hạn thì biết rằng là mình sanh sau Chúa của mình là 1940 năm, phải không quý vị? Thành ra chúng ta thấy đó là một cái sự kiện không thể nào mà thiếu được, không thể nào quên được, chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở. Tuy nhiên sáng hôm nay chúng ta thử xem sự kiện mà Chúa Giáng sinh đó nó bắt đầu từ lúc nào, sự kiện xảy ra thế nào. Thì chúng ta cùng nhau nhờ vào lời Chúa trong Luca đoạn 1 này mà chúng ta suy nghĩ. Khi mà Mary, người nữ đồng trinh Mary, đón nhận được cái tin tức hay là một cái sứ điệp của thiên sứ báo cho bà, thì có thể nói rằng cái sự kiện đó là bắt đầu cho cái câu chuyện Giáng sinh của Chúa. Có thể nói rằng cái câu chuyện của Chúa Giáng sinh đó bắt đầu từ cái sự kiện thiên sứ đến với người nữ tên là Maria này. Và lời chào của thiên sứ chào như thế nào? Thiên sứ vào chỗ người nữ ở nói rằng: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Bắt đầu từ lời chào đó thì chúng ta sẽ thấy câu chuyện Chúa Giáng sinh sẽ diễn ra và sau đó như thế nào. Maria hay là Mary, chúng ta gọi là Mary, còn người bên Công giáo thì họ gọi là Đức Mẹ Maria, khác nhau có thêm cái chữ A. Cũng giống như nhà tôi là Lily, nhưng mà nhiều người gọi là Lydia. Đó, thì nó thêm chữ đó cũng còn là một người thôi. Đức Mẹ Maria hay là cô gái mà chúng ta thấy ở đây là một người nữ tên là Mary đó, là đây là một cô gái đồng trinh. Và Đức Chúa Trời đã chọn cái người nữ này để hoài thai, để mang thai và sanh ra Chúa Giêsu. Thì qua sự kiện này thì chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại rất là rõ ràng. Và chúng ta hãy xem coi Mary là một người nữ được ơn của Chúa như thế nào. Và những cái phẩm chất cao đẹp của người nữ Mary này là cho chúng ta ngày nay một bài học thuộc linh như thế nào. Thưa quý Hội Thánh, chúng ta biết trong năm nay 2017 thì kỷ niệm 500 năm giáo hội cải chánh, tức là cách đây 500 năm, năm 1517 thì giáo hội đã, trong giáo hội nói chung là Thiên Chúa giáo hay là La Mã giáo, thì có một người linh mục tên là Martin Luther. Ông đã cải chánh cái đem lời của Chúa trở lại đúng với Kinh Thánh,
Và từ đó mới sinh ra cái hội thánh cải chánh, và trong đó là hội thánh Tin Lành của chúng ta theo cái nền tảng của cải chánh đó. Cho nên năm nay là năm kỷ niệm 500 năm cải chánh giáo hội. Thì thưa quý hội thánh, chúng ta cần phải hiểu một điều quan trọng này, là tại sao có cuộc cải chánh. Là bởi vì giáo hội lúc bấy giờ họ đi xa Kinh Thánh quá, họ không đúng với nền tảng của Kinh Thánh. Họ có những cái phong tục, cái cách làm việc, hay là cái giáo lý là không có nằm ở trong Kinh Thánh. Cho nên các vị linh mục cần phải cải chánh. Nhưng mà điều quan trọng hơn nữa đó quý vị, đó là cái sự khác biệt của cái niềm tin của Kinh Thánh mà đối với giáo hội bây giờ đáng lẽ phải tin vào Kinh Thánh, nhưng mà họ tin một cách khác biệt. Chẳng hạn như họ tin rằng Mary, nữ đồng trinh đây, là mẹ của Đức Chúa Trời, mẹ của Thiên Chúa, mẹ của Đức Chúa Trời. Và họ với cái niềm tin đó, họ cứ đinh ninh, họ tin từ khi xưa cho đến bây giờ. Mặc dầu vào thế kỷ thứ 5, chúng ta lưu ý, vào thế kỷ thứ 5, có những vị giám mục, có những người ở trong hội thánh lúc bây giờ, là họ đứng lên và họ đòi rằng là không có phải giải nghĩa như vậy, không có đồng ý là Mary là mẹ của Đức Chúa Trời. Họ nói rằng trong Kinh Thánh không có cái chữ nào gọi là Theotokos. Theo tức là Đức Chúa Trời, Tokos là mẹ của Đức Chúa Trời. Và cho nên không có thể tin rằng Maria là mẹ Đức Chúa Trời. Thế nhưng những người đó họ đã bị loại ra, họ bị chống đối vì cái sức mạnh của giáo hội. Và cái vì vậy cho nên mãi cho đến thế kỷ thứ 15, quý vị thấy từ thế kỷ thứ 5 cho đến thế kỷ thứ 15 thì mới cái sự cải chánh đó nó mới bùng nổ và nó mạnh hơn và nó thành công. Cho nên cái nền tảng của Kinh Thánh đã được xác định trở lại và gọi là cải chánh, là để trở lại đúng với Kinh Thánh. Và với cái niềm tin đó, chúng ta ngày hôm nay dựa trên Kinh Thánh, chúng ta hiểu được là người nữ được ơn, Mary là một người nữ được ơn, chứ không phải là Đức Mẹ Maria, không phải là một người là mẹ của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh em chị em ngồi ở đây, quý vị thấy cái câu đó đó, mẹ của Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy rất là lạ phải không? Rất là kỳ. Làm sao một con người nữ mà là mẹ của Đức Chúa Trời được? Đó, cho nên đây là vấn đề chúng ta cần phải minh định, cần phải xác tín cái niềm tin của chúng ta. Chúng ta dựa trên Kinh Thánh, quý ông bà anh chị em lưu ý, đây là Kinh Thánh. Và lời Kinh Thánh này cũng giống như Kinh Thánh Công giáo La Mã. Nhưng mà vì họ đi theo truyền thống của giáo hội, họ có một cái niềm tin đó không có trên Kinh Thánh, dựa trên Kinh Thánh, cho nên giải nghĩa sai. Còn chúng ta trở lại với Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy người nữ được ơn đó là một người nữ bình thường. Chúng ta lưu ý chữ bình thường ở đây. Trong câu 26-27, Mary là một người nữ bình thường thôi. Dù cho ngày nay người ta một lòng tôn kính mà một lòng thần thánh hóa nữa, chúng ta lưu ý chẳng những mà tin rằng Maria là mẹ của Chúa Giêsu, không phải dừng ở chỗ đó, mà họ còn tin rằng Đức Mẹ này sẽ làm phép lạ. Đức Mẹ, tượng Đức Mẹ có thể ra máu, nước mắt ra máu vì bà khóc, rồi làm phép lạ đủ thứ hết, thần thánh hóa điều đó. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng Kinh Thánh ghi lại ở đây Mary chỉ là một người nữ đồng trinh bình thường như bao nhiêu cô gái do người Do Thái lúc bấy giờ. Mary không có gì xuất sắc hết, vì Kinh Thánh chép rằng thiên sứ đến với một người nữ đồng trinh tên là Mary, và cô con gái này hay là cô gái Mary này lúc đó khoảng chừng 16-17 tuổi mà thôi, vì đó là tuổi hứa hôn và với một người nam ở trong cái xã hội người Do Thái lúc bây giờ. Người nữ này đã được hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Mary được Kinh Thánh ghi lại một cách rõ như vậy, với một cái lý lịch rất là đơn sơ như thế. Một người nữ không có gì xuất sắc hết, cũng thậm chí không nói rằng Mary là thuộc dòng dõi gì nữa, mà chỉ nói rằng Joseph là thuộc dòng dõi vua David. Tức là
cái người chồng hứa của Mary mới là một người có giai cấp, mới là quan trọng, vì đó là thuộc hoàng tộc. David là vua, cho nên con cháu David tức là hoàng tộc. Nhưng mà chúng ta biết Mary và Joseph, dù Joseph là hoàng tộc, nhưng mà cái xã hội lúc bấy giờ họ rất đơn sơ. Chúng ta có thể hiểu Mary cũng rất là đơn sơ, nếu không nói rất là nghèo sơ, nghèo sát nữa. Quý vị biết nghèo như thế nào không? Không có giàu có, không có của cải, không phải là một người trong cái xã hội mà thuộc cái tầng lớp gọi là có tiền, có bạc, không phải. Hai vợ chồng sanh Chúa Giê-xu đi lên Jerusalem trở về quê hương, phải không? Từ Nazareth trở về quê hương ở thành David. Sanh ra rồi đến nỗi mà không có cái chỗ để mà con của mình nằm. Không có áo quần để đứa con mình mặc, mà phải làm gì? Phải lấy cái khăn của người Do Thái, của người nữ Do Thái trên đầu, mà lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ. Quý vị thấy không? Rồi khi mà 8 ngày sau, Mary với Joseph đâu phải là giàu có, cho nên không có đem tiền theo nhiều, không có tiền nữa, thật sự nói như vậy. Khi dâng Chúa Giê-xu lên thì không có dâng một con bò, con chiên, con vật có sang trọng như bao nhiêu người khác, mà họ dâng là một cặp cu đất, chim cu đất. Có lẽ đây là hai con chim này, có lẽ là Joseph ra ngoài đồng rồi bẫy rồi bắt rồi đem dâng lên cho Chúa. Quý vị thấy không? Đơn sơ, bình thường, bình dân, nói nếu không nói rằng là nghèo thiếu đó. Và chính vì vậy cho nên thần thánh hóa Mary, đó là một điều không đúng. Mary là một người nữ bình thường, và một người nữ không có giàu có, không có quyền uy trong địa vị, trong xã hội lúc bây giờ. Nhưng mà dù giá trị của Mary là đơn giản hay là bình thường như thế, nhưng mà thiên sứ đến với Mary báo cho bà biết một cái tin mừng, một sứ điệp, mà chính cái sứ điệp này đem đến cho bà có một giá trị. Đó là: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi. Quý ông bà, em chị em thân mến, sao hôm nay chúng ta học điều này thôi. Chúng ta học nơi Mary một điều: chúng ta dù không có tiền nhiều, chúng ta dù là người bình thường, chúng ta dù không có địa vị gì trong xã hội, chúng ta không có một giai cấp gì hết, nhưng mà điều quan trọng hơn hết đó là ở trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta được ơn của Chúa. Quý ông bà, anh em, chị em hãy nghĩ đến điều đó. Hãy nghĩ rằng chúng ta, mỗi người chúng ta là người được ơn của Chúa. Ơn đó là ơn gì quý vị? Ơn cứu rỗi. Ơn cứu rỗi quan trọng vô cùng. Thiên sứ có thể hiện ra với chúng ta trong mùa Giáng sinh này, và thiên sứ sẽ nói với từng quý vị, quý ông bà, anh em, chị em: hỡi ngươi, ngươi là người được ơn, hãy mừng lên, ơn cứu rỗi. Chúng ta được sự cứu rỗi đó. Đừng có nghĩ rằng thiên sứ nói rằng mừng cho ngươi vì ngươi được trúng số PowerPoint chẳng hạn, hay là mừng cho ngươi vì ngươi được tiền bạc nhiều. Không phải mừng cho ngươi, mừng ngươi không. Thiên sứ không có chào chúng ta như vậy đâu. Thiên sứ sẽ chào quý ông bà, anh em, chị em rằng là mừng cho ngươi vì ngươi được ơn. Chúng ta cũng cần bao nhiêu đó thôi. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta sáng hôm nay học được bài học này. Điều thứ hai mà người nữ được ơn này là người nữ như thế nào? Mary là một người nữ được Chúa chọn. Cái ơn của Chúa đến với bà Mary như thế nào bà chưa biết. Nhưng mà thiên sứ giải thích như thế này, chúng ta xem câu 28, câu 33. Câu 28, câu 33 chép như thế này: mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Và Mary nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bèn nói rằng: hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Theo kỹ thuật của Luca ở đây
Thì chúng ta thấy Mary vì được ơn của Đức Chúa Trời đoái đến, cho nên bà đã được chọn làm người sanh ra Chúa Giê-xu. Được chọn nha quý vị, được chọn để làm một người sanh ra Chúa Giê-xu. Chúng ta dùng cái chữ bà đó, có vẻ Mary ở đây lớn tuổi quá, phải không? Nhưng nếu chúng ta dùng là cô gái thì chính xác hơn, hay là một thiếu nữ thì rất đúng. Vì Mary lúc bấy giờ chỉ là một thiếu nữ, 16, 17 tuổi, và được hứa gả, tức là chưa có lập gia đình. Đó. Nhưng mà chúng ta tôn trọng, chúng ta gọi bà bởi vì quá khứ nhiều quá rồi, lâu quá rồi. Thì gọi là bà Mary, chúng ta cứ tạm dùng cái chữ này đi, chúng ta tôn kính một chút. Là bà đã được Đức Chúa Trời chọn để làm một người sanh ra Chúa Giê-xu. Chứ bà không thể nào được gọi là mẹ Đức Chúa Trời hết. Vì hễ một người là mẹ của một người khác thì làm sao? Là cái người đó phải có trước, phải không? Thí dụ như nhà tôi là mẹ của các con tôi thì nhà tôi phải có trước, còn mấy đứa con tôi nó mới có sau. Cho nên nếu mà Mary là mẹ của Đức Chúa Trời thì ai trước ai sau quý vị? Quý vị thấy không? Cho nên cái thần học, cái suy nghĩ của cái người của theo Công giáo tôi thấy nó hơi lủng củng ở chỗ đó. Mary được chọn để rồi mang thai Chúa Giê-xu, mà Chúa thì có trước, phải không? Đức Chúa Trời có trước. Chứ bây giờ đâu phải đến khi có Mary rồi mới có thai rồi mới có Đức Chúa Trời, phải không? Chúng ta thấy. Cho nên không thể gọi là mẹ Đức Chúa Trời được. Và ở đây Mary được Chúa chọn. Thưa quý hội thánh, Chúa chọn có nghĩa là Đức Chúa Trời muốn chọn ai thì Ngài chọn. Đức Chúa Trời muốn lựa ai thì Ngài lựa, là theo ý của Ngài. Chúng ta lưu ý cái đó nha, là theo ý chỉ của Chúa chứ không phải theo ý của chúng ta. Cho nên nhà cải chánh Martin Luther hay là Martin Luther thì ông mới nói như thế này, là chỉ bởi ân điển mà chúng ta được chọn hay được cứu, chỉ bởi ân điển. Solia gratia, tức là chỉ bởi ân điển mà thôi. Và chính vì cớ bởi ân điển thì con người chúng ta mới được cứu. Và Kinh Thánh cũng nói đến điều đó, chỉ bởi ân điển. Và Mary này cũng giống như bao nhiêu người nữ khác, người Do Thái khác, vẫn có thể không Mary chọn Mary thì chọn cô gái khác. Bởi vì người Do Thái lúc bấy giờ cũng có những người nữ đồng trinh, cũng có bao nhiêu người nữ tốt khác. Đó, nếu xét về phương diện con người, tại sao Mary được chọn? Thì tại vì Chúa chọn đó, phải không quý vị? Kinh Thánh không cho chúng ta thấy rằng là vì Mary là một người rất là đẹp, mặc dù ngày hôm nay người ta vẽ hình Mary rất đẹp, thí dụ như vậy. Không phải là vì cớ Mary là người đạo đức, ở đây không có nói, không có nói Mary đạo đức, thí dụ như vậy. Không phải là không nói thì Mary không đạo đức, không phải. Nhưng mà không có đề cập tới. Cũng ở đây Kinh Thánh cũng không nói Mary là một người nữ rất yêu mến Chúa, không có nữa. Không có nói Mary là một người thuộc lòng Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký cho đến Malachi, cũng không có nữa. Nghĩa là nói chung là giới thiệu về Mary không có nói gì về cái phẩm cách đạo đức hay là con người của Mary như thế nào. Chỉ nói rằng hỡi người nữ được ơn, vì Chúa chọn ngươi, vì Chúa ở cùng ngươi, vậy thôi. Thế thì rõ ràng là Chúa chọn Mary không đặt trên một tiêu chuẩn cái đạo đức tốt đẹp hay là giá trị con người của Mary, không. Chúa ở cùng ngươi, mừng cho ngươi. Ngày hôm nay cũng vậy, sự cứu rỗi của Chúa đến với con người chúng ta. Quý ông bà, anh em, chị em thân mến, chúng ta không phải là những người xứng đáng để được Chúa cứu đâu. Nếu ai nói rằng tôi xứng đáng, tôi đạo đức, tôi tốt đẹp cho nên Chúa mới cứu tôi, điều đó tôi xin thưa rằng sai hoàn toàn, không đúng. Đừng có hiểu Chúa như vậy. Chúa thấy chúng ta đẹp, Chúa cứu chúng ta, không phải như vậy đâu. Trái lại, Chúa thấy chúng ta xấu, xấu quá,
xấu xí, xấu xa. Đó, tiếng Việt của chúng ta có mấy chữ đó quý vị biết rồi. Xấu quắc nó nói về cái sắc đẹp phải không? Xấu quắc, xấu xí thì coi như tệ lắm. Mà xấu xa thì sao? Đạo đức, đạo đức không tốt. Đó, chúng ta chỉ có xứng đáng ở trong hồ lửa đời đời mà thôi. Chúng ta chỉ xứng đáng là hình phạt mà thôi. Nhưng mà Chúa cứu chúng ta, vì Chúa yêu thương chúng ta, vì Chúa không muốn chúng ta bị chết mất. Cũng vậy, Chúa chọn Mary để sanh ra Chúa Giê-xu. Đó là hoàn toàn theo ý chỉ của Chúa, không dựa trên bà Mary, không dựa trên phẩm hạnh của bà. Mặc dầu có bà có đi chăng nữa cũng không căn cứ trên đó. Không dựa trên sự giàu có của Mary. Trái lại, Mary không có giàu có, Mary rất nghèo. Thí dụ như vậy. Cho nên chúng ta thấy không phải Mary là xứng đáng là để được Chúa chọn, không phải. Mà Chúa chọn bà vì cớ theo ý muốn Chúa. Ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy thôi. Điều thứ ba chúng ta suy nghĩ ở đây về Mary. Người nữ được ơn này đó là một người nữ được đầy dẫy Thánh Linh. Xin quý vị lưu ý nha. Thiên sứ nói rất rõ ở đây là Mary nghe thiên sứ báo rằng là ngươi sẽ mang thai, sẽ sanh một con trai, và đó là con của Đấng Rất Cao, và là Đức Chúa Trời ban cho Ngài ngôi David, là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. Thì Mary làm sao? Mary mừng lắm phải không quý vị? Mary nói, ô sướng quá, tôi sẽ được làm mẹ của một ông vua, thí dụ như vậy. Không, Mary không. Mary kinh thánh nói là Mary bèn thưa rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó. Đây là một lời nói rất là thực tình. Đây là một lời nói bày tỏ cái tâm lý của một người nữ. Khi nghe mình là mang thai thì đương nhiên nghĩ đến cái việc đương nhiên, đó là phải sống với người nam mới có. Phải không quý vị? Đó là lẽ thường tình của con người chúng ta. Đó là cái nguyên tắc của thiên nhiên, của tự nhiên là như vậy. Tôi chẳng biết người nam nào thì làm sao có được sự đó. Thì chúng ta thấy đối với con người thì phải như vậy thì mới có. Phải theo cái lý lẽ hợp, mà lý lẽ hợp, lý luận hợp, logic thì nên được. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời không điều gì mà Ngài làm không được. Đối với con người là không thể được, impossible. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời là everything possible. Phải không quý vị? Cho nên thiên sứ đã nói điều đó, không có điều chi mà Đức Chúa Trời không làm được. Và vì vậy cho nên khi mà thiên sứ nói điều đó, truyền cho điều đó, thì Mary hiểu rằng là Đức Chúa Trời làm được. Và thiên sứ nói như thế này: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, đây là một lần nữa chúng ta sẽ thấy Mary có phải thật là mẹ Đức Chúa Trời hay không. Khi nào mà Mary có được Chúa Giê-xu quý vị? Khi nào? Khi Đức Thánh Linh đến trên bà. Phải không? Tức là trước đó thì bà có Đức Thánh Linh chưa? Chưa, đúng như vậy. Tức là bà chưa có Đức Thánh Linh thì làm sao gọi là mẹ Đức Chúa Trời được? Đó, bà là một người bình thường thôi. Và chúng ta cũng lưu ý nha, là Đức Thánh Linh đến với loài người chúng ta khi nào quý vị? Đức Thánh Linh đến tất cả con người chúng ta là đến ngày mà các vị sứ đồ họ đi ra, họ rao giảng tin lành. Và lúc đó thì Chúa Giê-xu đã về trời rồi. Chúng ta nhớ nha, thì Đức Thánh Linh đến với hội thánh, đến với con người. Nhưng mà trong lịch sử nhân loại đó, trong lịch sử dân Israel, thì thảm họa, tức là có lúc này, có lúc kia, có người này, có người nọ mà Đức Thánh Linh đến trên họ. Tức là quyền năng của Đức Chúa Trời đến trên người nào đó là do Đức Chúa Trời ban cho. Thí dụ Samson chẳng hạn, quý vị thấy không?
Samson ông phạm tội thì sức mạnh của Đức Chúa Trời, quyền năng Chúa, Thánh Linh của Chúa ra khỏi ông. Nhưng mà khi ông cầu nguyện, ông ăn năn và Chúa cho trở lại, sức mạnh của Thánh Linh đến với trên ông. Nhưng mà đến trên sự ban cho của Chúa thôi. Rồi giống như trong Cựu Ước chúng ta đọc đó, họ được đầy Thánh Linh hay là được cảm động bởi Đức Giê-hô-va thì họ nói tiên tri. Thì đó là cái sự kiện thảm họa, tức là lúc này lúc nọ, chứ không có thường xuyên, không có tự nhiên giống như chúng ta đang có ngày hôm nay. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay tin Chúa Giê-xu thì Thánh Linh đang ở với chúng ta đó quý vị. Chúng ta đang có Đức Thánh Linh đó quý vị. Và sự đầy dẫy Thánh Linh là khi Thánh Linh cảm động chúng ta và chúng ta mạnh mẽ lên, nóng cháy lên, sốt sắng lên, chúng ta sống đẹp lòng Chúa hơn và làm công việc Chúa hơn. Đó. Thì bây giờ Mary được thiên sứ nói rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và sẽ làm cho ngươi mang thai. Đó là cái điều rất rõ, Kinh Thánh giải thích như vậy, chúng ta thấy rất rõ, không còn có một cái lời giải thích nào khác hơn nữa. Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Thưa quý hội thánh, chúng ta thấy là chúng ta được Chúa chọn để hoàn thành mục đích của Chúa, để có thể làm công việc Chúa, thì chính Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta làm điều đó. Chẳng hạn như trong mùa Giáng sinh năm nay, quý ông bạn em chị em có thể mời thân hữu đến dự trong chương trình Giáng sinh, hoặc là tối thứ bảy hoặc là sáng Chủ nhật, để cho họ có thể nghe được về phúc âm cứu rỗi của Chúa, họ biết được sự kiện hay là sự tích Chúa Giê-xu giáng sanh như thế nào. Thì chúng ta làm được điều đó. Quý vị có thể nói về Chúa Giê-xu đến với lòng của những người thân trong gia đình, những người chưa biết Chúa, chúng ta nói với họ được. Nhưng mà chúng ta không thể nào làm cho họ ăn năn được hết, không thể nào làm cho họ quyết định tin Chúa được. Chúng ta lưu ý cái đó. Mà nhiều khi chúng ta bị cám dỗ về điều đó, nói rằng mục sư ơi đừng biểu tôi đi làm chứng nữa. Hỏi sao vậy? Tôi làm chứng không ai tin Chúa hết. Tôi làm chứng, tôi nói về Chúa nhiều lắm mà không ai ăn năn hết. Họ cứ nhơn nhơn rồi sống như vậy. Làm sao mà mình làm được? Nếu mà ai nói với tôi điều đó, tôi nói rằng tôi cũng làm được nữa. Họ sẽ ngạc nhiên lắm phải không quý vị? Đúng rồi. Bởi vì Chúa là đấng sẽ làm trong lòng của người, người nghe. Họ nghe về Chúa nhưng mà mình chưa nói, làm sao họ nghe? Vấn đề nằm ở chỗ đó. Mình không có mời họ đến nhà thờ thì họ đâu có đến nhà thờ, họ đâu có biết về sự tích Chúa Giáng sinh, họ đâu có biết tình yêu thương của Chúa, thí dụ như vậy. Cho nên điều quan trọng là chúng ta làm được điều gì, chúng ta làm. Còn vấn đề họ ăn năn, họ trở lại tin nhận Chúa, họ quyết định tin Chúa, đó là việc của Chúa. Quý vị lưu ý cái đó, việc của Chúa. Người Kinh Thánh dùng cái hình ảnh này, chúng ta gieo, phải không quý vị? Gieo hạt giống là ai gieo? Con người chúng ta gieo. Nhưng mà ai làm cho hạt giống nó lớn lên, nó thành cây quý vị? Đừng có nói là tôi làm nha. Đừng có nói là tôi gieo rồi tôi cũng bơm thuốc, tôi cũng làm cho nó nảy mầm, nó lên, nó lớn lên, nó thành cây. Không có. Chúng ta đúng là có bơm thuốc, có bỏ cái phân đó, nhưng mà chúng ta cũng để đó thôi. Hạt giống đó nó nở ra và nó lớn lên là do Chúa. Chúa làm. Nó ra trái là do Chúa làm. Cho nên vấn đề kết quả là do Chúa. Và vì vậy vấn đề chúng ta là gieo, chúng ta đừng quên điều đó. Cảm ơn Chúa, trong những ngày gần đây ở tại Việt Nam, lời Chúa được gieo ra nhiều lắm rồi. Từ trước năm 1975, bao nhiêu đầy tớ của Chúa ở miền Nam Việt Nam, bao nhiêu con cái Chúa đã thiết tha cầu nguyện cho miền Bắc, Chúa ơi làm sao để Tin Lành đến miền Bắc được. Vì hội thánh Tin Lành ở tại miền Bắc, những nhà thờ đã bị đóng cửa, những nhà thờ đó bây giờ chỉ còn vài ba cái mà thôi. Con cái Chúa họ sống trong cái sự kìm kẹp của cái chế độ cộng sản đó. Những thanh niên không còn nữa. Tại sao vậy? Tại vì họ đều phải đi bộ đội hết. Chỉ còn những người già cả, những ông mục sư già cả
và lo những hội thánh đó, những nhà thờ đó. Có những nhà thờ thành cái kho bãi đựng lúa, đựng thóc của hợp tác xã. Thế thì làm sao đây? Thì đến năm 1975 thay đổi. Mặc dầu ngay trong thời điểm đó, những người cầu nguyện cho miền Bắc, họ cũng bỏ Việt Nam họ đi. Họ qua đây họ tiếp tục họ cầu nguyện trở lại nữa. Đó. Và thưa quý hội thánh, đến bây giờ Đức Chúa Trời mới nhậm lời. Quý thị vì hãy thấy phép lạ của Chúa, hãy thấy được cái sự ơn của Chúa đối với dân tộc Việt Nam. Họ trải qua mấy mươi năm sống ở trong cái chế độ này, họ hiểu quá rồi. Cho nên bây giờ tin lành được rao ra thì họ liền ôm lấy, nắm lấy. Những con cái Chúa mà họ đi ra nước ngoài, họ làm lao động hợp tác, họ không phải lao động hợp tác không, mà họ lại tiếp nhận tin lành, họ quay trở về miền Bắc của họ, về quê hương của họ, và họ rao giảng. Và họ gặp bắt bớ, gặp khó khăn, kệ mặt, cứ rao giảng. Và cho đến ngày hôm nay, quý vị biết, chỉ mấy ngày nay thôi, gần 10.000 người ở tại vùng Hà Nội đã trở lại tin nhận Chúa. Và quý vị hãy thử tưởng tượng tại sao mà Chúa cho một ông mục sư người Mỹ, mà mục sư không phải là bình thường, mục sư rất nổi tiếng, con của mục sư Billy Graham, là Franklin Graham. Và ông đứng ở giữa thủ đô Hà Nội mà giảng tin lành. Hãy tưởng tượng tượng đó không phải là phép lạ hay sao? Đó không phải là ân sủng của Chúa để cứu con người hay con người Việt của chúng ta hay sao? Và ông giảng chỉ nói một câu mà trong lòng tôi nghe xúc động, cảm động. Huống hồ gì người chưa tin Chúa. Đông lắm quý vị ơi. Ông nói rằng tối hôm nay tôi chỉ mong quý vị nhớ một câu này thôi. Nhớ một câu thôi. Đức Chúa Trời yêu thương quý vị. Đức Chúa Trời yêu thương quý vị. Chúng ta hãy thử tưởng tượng người dân Việt Nam hiện bây giờ cần cái gì? Dĩ nhiên họ cần tiền, dĩ nhiên họ cần địa vị, cần danh vọng, cần đủ mọi thứ cần. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Họ có hết rồi. Họ cần tình thương. Vì họ không có tình thương. Tình thương là tình thương của Chúa đó. Cấp trên không có thương cấp dưới. Người hàng xóm không có thương nhau. Gia đình cũng không có thương nhau. Chúng ta nghe thấy trong xã hội Việt Nam, gia đình, cha mẹ, con cái giết nhau, đánh nhau, vân vân. Tình thương. Mà đúng như vậy, khi ông Franklin Graham nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương quý vị, God love you so much. Love you. Thành ra chúng ta thấy chỉ có một câu đó mà họ cảm động. Họ trở lại họ tin Chúa quá nhiều quý vị ơi. Khi mà nói rằng bây giờ quý vị ai cảm nhận được tình yêu thương của Chúa, đến với Chúa, ôi ra họ rời khỏi băng ghế, họ lên. Họ lên và đứng ngàn ngàn người như vậy. Xin Chúa cho chúng ta biết việc Đức Chúa Trời làm là con người ăn năn trong lòng của họ. Đức Chúa Trời làm. Không có ai làm cho họ ăn năn được. Quý vị hãy thử tưởng tượng hơn 300 người mà cai ma túy, trước kia là ma túy, rồi trộm cắp tội phạm. Mà bây giờ họ đứng trước cái khán đài đó, 300 người có nam có nữ, họ mặc áo vest giống như tôi vậy đó. Họ mặc đàng hoàng lắm. Và họ đứng họ hát, họ làm chứng. Quay lại cái cảnh mà họ nằm bật vả vì không có thuốc, vì chữa. Đó. Mà bây giờ họ đàng hoàng, họ đứng như vậy. Thì đúng là Chúa cứu họ rồi. Quý vị thấy không? Là phan phước hạnh lắm rồi. Cho nên là chúng ta thấy là chúng ta có thể làm được gieo và nói về Chúa. Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ cứu con người chúng ta. Làm cái tấm lòng chai cứng của họ, làm cái đầu óc của họ mà gọi là sạn đá đó sẽ bị vỡ ra để họ biết về Chúa Giê-xu, tình thương của Chúa. Ngay cả chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể nuôi dưỡng con cái của chúng ta. Chúng ta có thể cho nó ăn, cho nó mặc. Chúng ta có thể nói rằng con ơi con phải đọc Kinh Thánh đi. Hay là lời Kinh Thánh, lời Chúa dạy như thế này con phải hiểu, phải nghe đi. Nhưng mà chúng ta không thể nào làm cho nó có cái tấm lòng yêu mến Chúa. Chúng ta lưu ý cái đó. Không thể nào làm con cháu của chúng ta có một tấm lòng là yêu mến Chúa và hầu việc Chúa, không có.
Nó chỉ có yêu mến Chúa và hầu việc Chúa được khi Chúa gọi nó, Chúa làm cho nó, Chúa tác động cho nó. Và chúng ta cầu nguyện cho chúng nó, Chúa sẽ làm việc điều đó. Còn chúng ta không bao giờ làm được điều đó. Đừng có làm thay đổi cái lòng con người bằng sức của chúng ta, mà hãy để Chúa làm. Cho nên Đức Thánh Linh sẽ đến phủ trên các ngươi, và chính quyền năng Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Maria là người nữ được ơn, là một người nữ vâng phục, quý vị. Chúng ta thêm một điểm nữa. Maria là một người nữ vâng phục sẵn sàng. Là thiên sứ nói rằng ngươi được ơn Chúa. Nhưng mà nếu chỉ nói rằng thôi tôi cảm ơn ông báo cho tôi biết vậy được rồi, cảm ơn thiên sứ, tôi được ơn Chúa, tôi biết rồi, thế thì thôi, phải không? Nhưng ở đây, khi được tin rằng, biết rằng mình là được ơn Chúa và được Chúa chọn, thì Mary nói như thế nào? Mary nói rằng tôi sẵn sàng, hay là nguyện điều đó đến với tôi. Mary thưa rằng tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Xin sự ấy xảy ra cho tôi đây là tôi tới Chúa, có nghe tôi phải vâng phục vì tôi tới Chúa. Chúa là Chúa, tôi Chúa phán cái gì tôi phải nghe theo đó, tôi phải vâng phục vì tôi là tôi tới Chúa. Thì ở đây thêm một lần nữa chúng ta thấy Mary cảm nhận mình là phận hèn khinh, phải không? Phận tôi tớ, chứ không phải là mẹ Đức Chúa Trời nữa. Cho nên cái từ ngữ mẹ Đức Chúa Trời chỉ có do con người đặt ra thôi, chứ Kinh Thánh không có. Và sự kiện ở đây cũng không xác minh điều đó. Là thiên sứ muốn cho Mary biết rằng bà vâng phục, bà sẵn sàng đó. Cho nên để chứng minh điều đó đó, và điều đó có thể làm được, Đức Chúa Trời làm được đó, thì chúng ta thấy rất là kỳ diệu. Tôi nói với nhà tôi rằng Đức Chúa Trời có một kế hoạch, và Ngài có kế hoạch chương trình bao giờ cũng kỳ diệu hết, cũng lạ lùng, sắp đặt đàng hoàng hẳn hoi. Có lẽ là thiên sứ hay là Đức Chúa Trời biết rằng Mary có thể từ chối, mà đúng, Mary đã nói điều đó, tôi chưa biết người nam nào mà làm sao tôi có được điều đó, phải không quý vị? Đây như là một cái lời mà từ chối khéo á. Thôi ông ơi, ông nói cái chuyện gì lạ quá, tôi còn con gái nữ đồng trinh mà làm sao có được chuyện đó. Thì thiên sứ, chúng ta biết thiên sứ nhắc cái sự kiện gì? Trước đó 6 tháng. Trước đó 6 tháng thì Đức Chúa Trời làm một việc cũng là kỳ cục, kỳ lạ. Kỳ lạ nhưng mà nó cũng có cái lý một chút ha. Kỳ lạ đó là gì? Elizabeth và Zachary, hai vợ chồng thầy tế lễ này già khụ rồi, không có con. Già rồi không có con. Nhưng mà trong đoạn 1 chúng ta thấy, Luca chúng ta trở lại chúng ta thấy, thì Zachary vào trong đền thờ dân tế lễ, thì thiên sứ hiện ra, Chúa hiện ra, Chúa nói rằng vợ ngươi sẽ sanh một con, đứa con. Và vì vậy đây là cái quyền phép của Chúa, cho nên ngươi không có được nói nhiều, không được nói. Ra khỏi thì ông Zachary cầm, không biết nói gì hết. Và cho đến khi bà mang thai, tức là vợ ông mang thai, thì thôi, cái mang thai này là cũng giống như là tự nhiên rồi, tại vì có chồng có vợ thì có thai. Nhưng mà có điều không tự nhiên là chỗ nào? Là già rồi mà làm sao có thai, phải không quý vị? Cho nên chính sự kiện đó đó, bây giờ thiên sứ nhắc lại, Mary, ngươi phải biết rằng không điều chi Đức Chúa Trời không làm được. Đó, thiên sứ nói đó là kìa, Elizabeth, bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn là có tiếng là Son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Như vậy rõ ràng đây là một cái sự xác minh mà Đức Chúa Trời dự bị sẵn. Nếu Mary mà từ chối á, Mary không tin á, thì đây tin đi. Sự kiện rõ ràng. Mà một điều quan trọng nữa quý vị, khi tôi học Kinh Thánh tôi thấy lý thú lắm. Là không phải nói một người nào xa lạ, mà đây là một người bà con của Mary. Chúng ta lưu ý nha, đây là một người cousin của Mary. Cho nên khi mà Mary nghe Elizabeth thì bà biết rồi, Mary biết rồi, ồ trong dòng bà con mình cũng có sự kiện diệu kỳ này rồi. Chứ nếu mà Elizabeth nào đó ở cái tỉnh nào đó, cái xứ nào đó mà thiên sứ nói, thì Mary nói ủa bà đó là bà nào, tôi đâu có biết, phải không quý vị? Đó, chúng ta thấy sự diệu kỳ ở chỗ đó, sự la lùng ở đó, Chúa chuẩn bị hết. Cho nên
Mary nghe được sự kiện đó, bà mừng. Và nói cho cùng, nếu mà bà còn từ chối nữa, nói rằng ô cái chuyện đó tôi không biết, thì chắc chắn Chúa sẽ dùng tới một sự kiện khác nữa. Tôi xin hỏi quý vị, Chúa dùng cái sự kiện gì? Chúng ta đoán thử xem coi. Mary và Joseph là những người Do Thái, là dòng dõi của ai? Đúng rồi, dòng dõi Abraham. Mà họ là con cháu Abraham thì họ biết rành mười mươi. Là bà Sarah, tổ phụ của họ, sanh Isaac lúc bao nhiêu tuổi? Cả trăm tuổi, phải không? Thế thì chúng ta thấy trong lịch sử đã từng có những sự kiện đó. Cho nên Mary thôi, không có nói gì hết. Chúa làm được cho nên bà chấp nhận. Mỗi chúng ta cũng vậy, thưa quý hội thánh. Ngày hôm nay chúng ta thấy có những việc khó lắm, có những việc phức tạp lắm. Chúng ta nghĩ rằng chắc phải bó tay, phải chịu thua. Nhưng mà nếu quý ông bà, anh em chị em có tấm lòng sẵn sàng vâng phục Chúa, sẵn sàng để được Chúa dùng, để được Chúa sử dụng chúng ta công việc Chúa, thì không có điều gì khó cho Chúa. Tôi biết trong vòng quý ông bà, anh em chị em, bao giờ cũng có người nói rằng bận lắm ông mục sư ơi, bận lắm ông mục sư ơi, hay là tôi không có thì giờ ông mục sư ơi, hay là việc nhà của tôi bề bộn lắm ông mục sư ơi. Đúng, ai cũng vậy thôi à. Nhưng mà nếu chúng ta mà biết được ý Chúa, Chúa dùng chúng ta, Chúa sử dụng chúng ta, Chúa muốn cho chúng ta có cơ hội để hầu việc Chúa đó quý vị, thì không việc chi mà Đức Chúa Trời không làm được. Ngài sẽ cho chúng ta có thì giờ, không phải là có dư thì giờ để mà mình mới làm, không phải. Nhưng mà Ngài cho chúng ta có sự khôn ngoan để sắp xếp được thì giờ. Ngài cho chúng ta có đủ sức khỏe để chúng ta có thể làm. Ngài cho chúng ta có đủ trí tuệ để chúng ta biết sắp xếp, biết dự liệu. Tôi phát hiện ra một điều này, ai cũng có 24 tiếng đồng hồ, phải không quý vị? Mà tại sao có nhiều người làm được nhiều việc, mà tôi có 24 tiếng đồng hồ mà tôi làm ít việc quá? Tại sao vậy? Đó là không phải là tại vì tôi không có thì giờ, phải không? Hay là tôi có ít thì giờ, không phải. Ai cũng có 24 tiếng đồng hồ thôi. Mà chúng ta thử xem coi, cái người bên cạnh chúng ta sao trong 24 tiếng đồng hồ sao ổng làm nhiều quá, còn mình thì mình không có làm được cái gì hết. Như vậy là tại ai? Và cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu được điều đó. Phải nói với Chúa rằng, thưa Chúa, tôi đây, tôi sẵn sàng, xin Chúa sai tôi là tôi tới Chúa, xin Chúa dùng. Mary là một người có lời Chúa ở cùng, và bà cũng là một người biết ca ngợi Chúa. Chúng ta lưu ý cái đó. Một cái điểm thứ tư mà chúng ta học ở đây, Mary là một người được ơn, là người được Chúa ở cùng và có lời Chúa, và bà biết ngợi khen Chúa. Mặc dù cái đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc kế tiếp là từ câu 46 cho đến 55 đó, cái phần kinh thánh này chúng ta chưa có đọc, nhưng mà tôi khuyên quý ông bà anh em chị em về đọc đi. Và nếu được, chúng ta trong mùa Giáng sinh này, chúng ta hãy đọc hết Luca từ đoạn 1 cho đến đoạn 3 nha. Chúng ta đọc đi đọc lại, vì mặc dầu có những cái sự việc rất là quen thuộc, nhưng mà xin thưa quý vị, chúng ta cứ đọc đi, vì đây là cái sự tích Chúa Giáng sinh và có những sự kiện rất là quan trọng. Chúng ta đừng có bỏ sót nó, chúng ta nhớ được lời Chúa. Và chúng ta sẽ thấy trong cái phần kinh thánh từ câu 55 cho đến, xin lỗi, câu 46 đến câu 55, đó là bài ngợi khen, bài ca ngợi của Mary khi Mary mang thai và đến thăm Elizabeth, người bà con của mình, người chị em mình. Thì cái thai ở trong lòng của bà Elizabeth, tức là Giăng Báp-tít đó, cái thai đó nó nhảy nhót. Thì hai người đều cảm nhận được rằng là cái thai trong lòng Mary là cái thai vô cùng quan trọng. Nó là Chúa, còn cái kia là một con người. Cho nên con người khi gặp Chúa, con người nhảy nhót, vui mừng. Thì bà hiểu được điều đó, cho nên bà ca tụng Chúa, bà ngợi khen Chúa. Và cái lời bài hát này có dịp chúng ta sẽ học đó, tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Trong cái lời của bài ca của bà Mary đây đó, dù chúng ta đọc qua chúng ta thấy nó như là bình thường thôi, nhưng mà thưa quý hội thánh, tất cả những cái lời đó đều chứa trong cựu ước. Trong cựu ước nha quý vị, những cái điều đó liên quan đến cựu ước hết. Mà nếu không phải là một người biết cựu ước, biết lời Chúa đó, thì không thể nào nói được những lời như vậy đâu.
Cho nên Mary là một người nữ có lời Chúa. Và người có lời Chúa thì bao giờ cũng biết ngợi khen Chúa. Chúng ta lưu ý cái đó. Ngày hôm nay cũng vậy. Quý bà, quý cô, đáng lý ra bài giảng này đó tôi chia sẻ cho phụ nữ mới đúng. Nhưng mà tôi nói rằng quý bà, quý cô có lời Chúa thì quý vị sẽ thấy chúng ta rất là dễ ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa. Trong cuộc đời chúng ta chỉ có hai điều thôi: ngợi khen hoặc là than vãn. Quý vị hãy thử xem coi mình có bao nhiêu cái ngợi khen, và mình trong cuộc đời mình có bao nhiêu than vãn. Cái nào nhiều, cái nào ít? Tôi nghĩ câu trả lời có rồi đó, phải không quý vị? Chúng ta thường than vãn hơn là ngợi khen. Có thể có 100 cái lời ngợi khen. 100 lời ngợi khen là nhiều rồi phải không? Nhưng mà sẽ có 10.000 lời than vãn. Hay là 1.000 lời than vãn. Than vãn nhiều lắm. Lúc nào cũng than vãn hết. Lúc nào cũng than vãn hết. Còn ngợi khen thì ít lắm. Đúng như vậy. Cho nên bài ca ngợi khen của Mary là bài ca đặc biệt lắm quý vị ơi. Quý vị hãy thử tưởng tượng đó, đáng lẽ Mary là một người than vãn mới đúng. Quý vị thấy tại sao mà tôi nói như vậy? Một cô gái mới hứa gả, chưa lấy chồng nha, mới hứa gả thôi mà đã mang thai. Mặc dầu bà nói rằng ô thiên sứ đến với tôi, tôi là mang thai, đây là Chúa nha. Quý vị đừng có hiểu lầm nha, tầm bậy tầm bạ nha. Dù bà có nói 1.000 lời như vậy đi, giải thích đi chăng nữa, thì đối với xã hội lúc bây giờ người ta vẫn ném đá bà như thường. Chúng ta lưu ý cái đó. Cho nên á, bà phải, nếu mà là một người như chúng ta, quý vị, quý bà, quý cô, nếu mà quý vị nghĩ như vậy, có nên đi ra đường che mặt lại không? Thấy chưa? Thì đáng lẽ than mới đúng. Chúa ơi, Chúa chơi ác quá. Chúa ác quá, Chúa làm cho tôi như vậy, tôi ra đường nào mặt mũi nào nữa. Đó, tôi làm sao tôi nói lại cái ông Joseph, cái anh Joseph của tôi đây. Tôi dùng lời nào tôi nói đây Chúa ơi. Phải không? Hãy thử tưởng tượng như vậy đi. Hãy thử tưởng tượng, mà tưởng tượng này không phải sai. Tưởng tượng này rất đúng. Vì đó là tâm lý chung của con người. Và đó cũng là xã hội của loài người. Nhưng mà tại sao Mary ca ngợi Chúa được? Đó là bài học chúng ta học đó quý vị. Dù chúng ta ở trong cảnh ngộ nào đi chăng nữa, đáng buồn, nhưng mà khi biết rằng đó là ý muốn của Chúa trên đời sống chúng ta, thì chúng ta hãy ca ngợi Chúa đi. Chúng ta hãy ngợi khen Chúa đi. Chuyện như thế nào không biết, nhưng mà Chúa biểu tôi như vậy, tôi ngợi khen Chúa. Nếu mà Chúa muốn tôi là như vậy thì tôi có chạy trời không khỏi nắng, phải không quý vị? Thì thôi, bây giờ thay vì than vãn, tôi ngợi khen Chúa. Tôi ca tụng Chúa vì ân điển của Chúa, vì quyền năng của Chúa ở trên đời sống của tôi. Đó mới chính là phước hạnh đó quý vị. Mary có Chúa Giêsu trong lòng, có lời của Chúa ở trong lòng. Vì Chúa Giêsu là lời, mà lời Đức Chúa Trời, bà có thể cất tiếng ngợi khen. Ngược lại, nếu chúng ta không có Chúa Giêsu trong lòng, chúng ta không có lời của Đức Chúa Trời trong lòng, muốn ngợi khen cũng không ngợi khen được. Trái lại, than vãn và than vãn. Mà nếu chúng ta cứ than vãn thì chứng minh cái điều gì? Chứng minh rằng mình không có lời Chúa. Chứng minh rằng là cái niềm tin của chúng ta tin nơi Chúa không có. Phải không quý vị? Rõ ràng như vậy. Điều cuối cùng tôi chia sẻ quý vị, chúng ta sẽ bước vào trong mùa Giáng sinh sắp tới đây, là Mary là một người nữ được ơn, nhưng mà đời sống là luôn luôn có cái sự đau thương ở trong lòng. Chà, được ơn Chúa mà lại đau đớn ở trong lòng. Trong cả cuộc đời của Mary là một cuộc đời suy nghĩ về Chúa, chương trình của Chúa, và đau khổ, không được vui mừng. Chúng ta hãy xem nha, tôi nói nhanh để hết giờ. Là khi mà những người chăn chiên đến thăm Chúa Giêsu, thì bọn chăn chiên thuật lại những điều mà họ thấy, họ nghe đó. Thì Mary đứng đó mà suy nghĩ trong lòng. Đó, chúng ta xem ở trong đoạn 2 chúng ta sẽ thấy đó, là Mary, còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng. Tức là trong câu thứ 19, đoạn 2 câu thứ 19, Mary.
Rồi lại nữa, khi mà Maria đến lên đền thờ để dâng Chúa Giêsu đó, thì gặp Simon là một người trưởng lão ở đây, ông bồng ẩm Chúa Giêsu, một tiên tri, và ông nói ca tụng Chúa. Ông vì ông biết rằng đời sống của ông đã gặp được Chúa, cứu Chúa rồi, nhưng mà ông nói cái lời này với Maria là ông chúc phước cho hai vợ chồng và nói với Maria rằng, mẹ con trẻ rằng, đây con trẻ này sẽ định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả. Còn phần ngươi, ông Simon nói với Maria nha, còn phần ngươi như thế nào? Ông nói rằng có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi. Ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Một thanh gươm đâm thấu qua lòng. Quý bà quý cô thân mến, nếu ai đó nói rằng cái điều gì xúc phạm chúng ta thì chúng ta nói sao? Nó lấy gươm nó cắt lòng tôi, cắt ruột tôi, cắt tim tôi, phải không? Đúng như vậy. Chúng ta nói với đứa con, đứa con nó làm điều gì mình buồn á, mình nói sao? Mày lấy dao mày cắt tim tao là được rồi đó, phải không? Hay là cắt lòng ta. Một thanh gươm cắt qua. Và chúng ta thấy Maria đã chịu đau thương rất nhiều. Mang thai Chúa Giêsu, sanh ra Chúa Giêsu, nuôi dưỡng Chúa Giêsu lớn lên. Và khi Chúa Giêsu đi rao giảng tin lành xong, rồi cuối cùng cuộc đời Chúa Giêsu sao quý vị? Bị đóng đinh trên cây thập tự. Hãy thử tưởng tượng một người mẹ, một người mẹ mà nhìn đứa con mình mới 33 tuổi thôi. 33 tuổi không phải là già, không phải là lớn tuổi, mà còn thanh niên mà, còn trẻ trẻ. Mà bị đóng đinh, bị đánh đập rồi bị đóng đinh trên cây thập tự, thì quý vị hãy thử tưởng tượng lòng đau như thế nào. Lòng đau như thế nào. Mà chỉ có ông Giăng, cái sự kiện này ông Giăng, chỉ có ông Giăng ghi lại thôi. Ông Giăng ghi rằng Mary và cùng với những Mary khác, bà con của Mary, chị em Mary và có Mary Magdalene nữa, đứng ở dưới gốc thập tự nhìn. Và có một môn đồ mà Chúa yêu, tức là ông Giăng, đứng ở gần đó. Và Chúa nhìn thấy cái sự đau khổ của Mary, Chúa thương lắm, Chúa tội nghiệp. Kể từ bây giờ là coi như Mary là cô đơn rồi. Lúc đó Joseph không còn nữa quý vị, có lẽ Joseph đã mất rồi. Cho nên Chúa cuối cùng, lời của Chúa nói với Mary là gì? Hỏi Mary, người này, nói với môn đồ Giăng, người này là mẹ của ngươi đó. Thì Kinh Thánh nói rằng từ đó môn đồ Chúa yêu đem Mary trở về để nuôi dưỡng, để phụng dưỡng. Chỉ có Tin Lành Giăng ghi thôi, vì cớ ông Giăng là tác giả của sách Tin Lành Giăng. Và chỉ có sự kiện đó ông Giăng có ở đó, và ông Giăng ghi lại. Còn các môn đồ khác đã chạy mất hết rồi. Và chính ông Giăng là người bảo dưỡng, bảo bọc Mary sau khi Chúa Giêsu về và chết, tức là về trời. Điều đó một lần nữa cho chúng ta thấy Mary không phải là mẹ Đức Chúa Trời, phải không? Không thể gọi mẹ Đức Chúa Trời được. Bởi vì Mary bà vẫn còn ở trên đất này, và bà cũng cần được nuôi dưỡng, cần bảo bọc. Mà Chúa thấy bà không thể có người bảo bọc nuôi dưỡng thì mới giao cho Giăng, một môn đồ tâm phúc của mình, trông coi bà, lo lắng cho bà. Chưa nói đến ngoài Chúa Giêsu ra, Mary còn sanh những người khác. Chúng ta không nói tới điều đó, khoan nói tới điều đó. Chúng ta chỉ nói vấn đề là Chúa giờ phút cuối cùng, Chúa còn gửi gắm môn đồ của mình để chăm sóc nuôi dưỡng Mary nữa. Và khẳng định rằng đó là mẹ ngươi, chứ không phải đó là mẹ Đức Chúa Trời nhé. Cho nên ngươi phải coi chừng, ngươi có phải thay ta chăm sóc không cả. Đó là mẹ ngươi, cũng vẫn là mẹ của con người thôi. Cho nên thưa quý hội thánh, Mary với một người nữ là một người nữ được ơn. Mary là một người nữ bình thường thôi. Mary là một người nữ được Chúa chọn. Mary là một người nữ được đầy dạy thánh linh để làm công việc Chúa. Mary là một người nữ biết vân phục, như là một tôi tớ Chúa vân phục chủ. Mary là một người có lời Chúa cho nên cảm tạ ngợi khen Chúa. Mary là một người nữ có lòng đau thương vì cớ đã dự phần với chương trình cứu rỗi của Chúa, sanh ra Chúa Giêsu, và phải chịu đau đớn vì cái chương trình cứu rỗi của Chúa để đem Chúa Giêsu đến với mọi người. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, thưa quý vị. Chúng ta cũng đem Chúa Giêsu đến với mọi người. Chúng ta sẽ chịu nhiều cay đắng, nhiều cực khổ, nhiều khó khăn lắm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thêm sức chúng ta như Mary.
chúng ta hoài thai Chúa Giêsu, lời Chúa Giêsu trong lòng chúng ta đây. Và chúng ta có đem Chúa Giêsu, sanh ra Chúa Giêsu cho người khác, đem đến đó là điều quan trọng.